Những chú chim hạt sống lâu năm, tự thân hấp thu linh khí của thiên địa, tu tâm dưỡng tánh trở thành tiên hạt. Tiên hạt này có thần thông và có thể biến hóa nên hình người. Người đời thường gọi là hạt tiên tử. Chúng sinh yêu thích sự thanh tịnh, nhàn rỗi, tiêu dao tự tại giữa thiên không vô tận. Chẳng thích tranh đấu, chẳng thích các việc tham dục thường tình, lại có ý hướng muốn cầu đạo. Chúng sinh như thế, khi mất đi thân mạng của mình, có thể chuyển sinh thành chim hạt trong tam giới. Hạt tiên tử thuộc linh điểu tộc, thường hoạt động trong liên thần bộ với tư cách là liên thần, đồng thời giữ vị trí thiên ca, thiên phủ trong hỷ lạc thiên bộ. Hạt là loài chim có kích thước lớn, cao gần 2 mét, có chân khỏe, cánh dài, cổ dài, mỏ nhọn, thường sống ở nơi sông núi, ao hồ vắng vẻ, ẩn dật thông dung tự tại giữa thiên địa. Chim hạt có tánh linh cao, dễ hiểu được tiếng người, thân thiện với muôn loài, có sức khỏe dẻo dai, chịu được sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt, có thể sống trường thọ. Vì thế, từ thuở xa xưa, chư vị tiên nhân, đạo sĩ thường huấn luyện chim hạt làm kỳ vật hỗ trợ việc di chuyển, vận chuyển thư tín, đồ vật nhỏ gọn. Khi trở thành anh linh, hạt tiên tử có thể thể hiện thân ảnh nam thanh nữ tú dạng, toàn thân khoác đạo bào bạch y, tiếng hót thanh tao và vũ điệu của họ có thể giúp cho chúng sinh tiếp cận được bình tâm, tịnh trí, an lạc, tăng khả năng tịnh hóa và hồi phục thân tâm. Đối với chúng sinh đang bị tà tâm lấn át, thì hiện các hình thức hỗn loạn, thì vũ điệu và tiếng hót ấy có thể làm cho tà tâm được bình lặng và chìm vào giấc ngủ yên, để tâm thức chúng sinh tỉnh táo trở lại bình thường. Người có tâm tình thích nơi yên tĩnh, chuyên tu nghiêm túc, thích kết duyên với chư vị tiên gia, thì có khả năng kết duyên được với hạt tiên tử trên bước đường tu tập của mình. Hạt tiên tử thường làm liên thần cho chư vị tiên gia trong việc truyền tống tin tức, thường thứ nhất là qua cơ bút cầu tiên trong những đàn cơ giáng thần thuật của hành giả đạo gia. Trong các đàn cơ cầu tiên, bạch hạt tiên tử xuất hiện trước để thông báo, nhắc nhở những người tham gia đàn cơ ấy nghiêm đàn, chỉnh trang y phục, tĩnh lặng thân tâm để chư vị cao trọng giáng đàn mà không bị thất lễ. Hình ảnh chim hạt là một biểu tượng đặc biệt đối với đạo gia, biểu trưng của sự thanh tao thoát tục, chẳng luyến phồn hoa, thích nơi an tĩnh, bần cư lạc đạo. Chim hạt thường được vẽ hoặc đắp tượng ở các đền miếu, chùa chiền, đạo quán. Nơi các giang thờ thì cặp chân đèn cũng thường được làm hình tượng chim hạt đứng trên linh quy.